Dục cơm. Con ở ngoài rồi ba. Ở ngoài ngồi đây làm chi? Bới cơm. Dạ, vợ con kêu là tập trung tất cả mọi người ở đây. Chi vậy? Con cũng không biết nữa. Con cũng không biết. À, nói dối. Việc gì phải nói dối con? Ba không có việc gì phải nói dối. Bao nhiêu lần ba nói là không hề có cái chuyện đó. Con đã truy lùng được những cái chứng cứ, và con khẳng định được là 99.9% ba nói dối. Nói dối cái gì? Chứng cứ gì? Chứng cứ thứ nhất. Cái gì vậy chị? Vé xem phim xuất chiếu là 7:30 vào ngày 7 tháng 9. Vào ngày hôm đó có hai học sinh của trường con đã phát hiện ra ba và cô hiệu phó đang cười cười nói nói trước rạp chiếu phim. Đánh đi trời ơi, cái gì mà chạy hoài vậy? Chán. Em yêu, tại sao cô ấy ôm anh đi? Hai sau lưng giống như cô hiệu phó với ông già thực phẩm mày. Là một túng xa phí. Cô hiệu phó rồi, thiệt đẹp, thiệt đẹp. Sao lại đi với nhau? Sao tao biết? Quen nhau. Ba đã khẳng định với con là ba chưa từng tới rạp chiếu phim. Nhưng con đã tìm thấy hai cái vé xem phim này ở trong túi áo vest của ba. Hả? Phản đối. Phản đối vô hiệu. Đây là chứng cứ thứ hai. Vào ngày 8 tháng 9, phòng thí nghiệm của trường con đã xảy ra một vụ có trộm, và tên trộm chỉ có một mình cô hiệu phó trông thấy. Và sau khi xác nhận, tên trộm được nhận dạng là đang đeo chiếc cà vạt màu tím. Ba đã khẳng định với con là ba không hề có cái cà vạt màu tím nào. Nhưng con đã vô tình phát hiện ra một góc cà vạt bị cháy nham nhở. Và mặc dù nó lẫn ở trong đám tro, nhưng sau khi được xem xét chất liệu và màu sắc, con rút ra được một kết luận. Đây chính là một phần của chiếc cà vạt màu tím. Ờ, cái này chỉ là phản đối vô hiệu. Ủa, tao có nói gì đâu. Đây là bằng chứng thứ ba. Thứ ba, đây là chiếc camera mà con đã ghi lại đoạn phỏng vấn tất cả những em học sinh đã nhìn thấy ba và cô hiệu phó trước rạp chiếu phim vào ngày 7 Tây tháng 9. Mời mọi người coi qua. Có phải hai em đã bắt gặp cô hiệu phó và ông giám đốc công ty thực phẩm hay không? Dạ, em chắc chắn nó là cô hiệu phó. Có người đi chung với cổ á, thì em không nhìn rõ là ai. Nhưng mà nhìn dáng dốc giống như là ông giám đốc cung cấp thực phẩm của trường mình đó cô. Mà tại không gặp thường xuyên nên không biết. Hai đứa nhìn cho kỹ, có phải người trong điện thoại không? À, đúng rồi cô, đúng là người này nè, lần đó em có gặp đó. Đúng không mày? Dạ, đúng rồi cô, đúng rồi cô. Hai đứa chắc chắn chứ? Dạ, dạ, chắc dạ. Cảm ơn hai em. Nó nói gì ba đâu có hiểu. Phản đối vô hiểu. Còn chưa có nói cái gì mà. Tổng hợp
lại tất cả những bằng chứng còn để trình bàn. Con khẳng định lại là 99,9% ba và cô hiệu phó đang lén lút hẹn hò với nhau. Ba, có phải vậy không ba? Dù không ba, trời ơi, ba có lỗi gì với các con? Ba có con theo dịch cái chuyện này hả? Đem bà già ngứa giả rắc gì rồi đổ tội cho ba hả? Ba, con rõ ràng là đã lượm được mấy cái đó. Lượm lượm cái gì? Đây này, cái vé này ba thấy ai quăng ở dưới đất, ba lượm, ba tính bỏ thùng rác mà ba quên để ở trong túi. Đây còn cái này nữa, cái cà vạt này, đây một cái miếng vải gì đâu về đây, nói là đặt cà vạt một tiếp ai mà tin được. Còn nghe lời, đi nghe lời mấy cái thằng nhóc này đổ tội cho ba mình, con thấy con làm vậy con quá đáng không hả? Ba tính chối tội hả ba? Ba không chối tội. Mình ơi, ba khóc làm gì vậy? Trước khi mẹ con mất mà ba còn làm cho mẹ con đau lòng, ba khóc làm gì vậy? Ba đã nói là hiểu lầm hết, tại sao không ai tin hết? Ta nói là không phải là như vậy mà. Hiểu lầm gì hả ba? Ba đã hiểu lầm làm sao? Trước khi mẹ con nhắm mắt, ba còn làm cho mẹ con đau lòng, ba hiểu lầm cái gì? Ba đã sai, nhưng mà lần này là ba hoàn toàn trong sạch con à. Hoàn toàn trong sạch? Từ ngày xưa tới bây giờ, bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần mẹ con chứng kiến ba lăng nhăng rồi? Ba trả lời cho con biết đi, ba cưới mẹ con là cái gì? Ba cưới mẹ con là cái gì vậy? Có thể là ba đã sai, ba đã sai thật, nhưng mà thật sự trong tim ba chỉ có một mình mẹ con, và cả cuộc đời này cũng chỉ có một mình mẹ con thôi. Ba làm ơn đi, ba đừng có nói mấy cái lời bay mộng đó nữa, con có tin đâu? Con có tin thì ba đừng có nói nữa đúng không vậy? Ba không nói những lời bay mộng. Thôi được rồi, các con sẽ ở cạnh ba suốt cuộc đời cho đến ngày ba nhắm mắt. Các con hãy quan sát nó thật kỹ. Ba hứa với các con, từ đây đến ngày ba nhắm mắt là chỉ có một mình hình ảnh của mẹ con ở trong tim này thôi. Các con hãy chống mắt lên coi, trong lòng ba chỉ có hình ảnh mẹ con mà thôi. Phản đối hiệu lực. Nè, cảm ơn ông nha. Cảm ơn cái gì? Được chở bà là tôi hạnh phúc lắm rồi. Ông chờ tôi một chút. Rồi. Ba nghe. Dạ, con đang ở bệnh viện chờ tháo băng. Ba đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không? Gạo từ An Giang chở tới rồi, nhưng mà ở nhà không có ai nhận hết á. Con qua đâu? Con có gọi rồi, cậu nó tới trường rồi. Hình như là lấy hồ sơ giấy tờ gì đó. Cái gì? Nó đang ở trường hả? Trời ơi, nó lên văn phòng hả? Ôi trời, tôi đang kiếm hồ sơ mà ông tắt này để làm gì? Con qua. Hả? Con qua nó tới. Ôi trời. Thì ba nói là không phải. Bây giờ là ba thích nói dối con cái lắm hả ba? Cái gì? Ba, tại sao vậy? Ba làm như vậy mà ba không thấy ăn năn, không thấy hối lỗi gì với mẹ con hết hả sao ba? Em bình tĩnh đi, từ từ nói. Bình tĩnh cái gì? Mẹ bình tĩnh đi mẹ. Im đi. Con nói thiệt ba đó, bộ ba không có thấy ăn năn, không thấy hối hận gì một chút nào với mẹ con thiệt hả ba? Em ơi, em bình tĩnh lại đi. Thiệt ra chuyện ba đi với cô hiệu phó trong ngày giỗ của mẹ là có lý do chính đáng mà. Cái gì?
Anh nói lại cho em nghe coi cái gì vậy? Ủa chứ không phải em giận vì chuyện đó hả? Lúc cuộc là sao vậy hả ba? Ba làm vậy mà coi được hả? Vậy mà cái hôm đám dỗ ba còn nói là ba đi thăm bệnh đó hả ba? Bộ ba không thấy ăn năn hối lỗi gì với mẹ con hết hả? Không, không phải. Chuyện là... Bây giờ tôi điên lắm rồi. Tôi không có sống nổi trong cái căn nhà này nữa. Bỏ ra đi này con... Bỏ ra đi. Không có hậu. Không biết sống sao vừa lộng nhà nữa. Thôi chuyện vậy rồi ba cũng đừng buồn nữa nha ba. Cái người mà tao buồn nhất á là mày đó. Sao vậy? Bắt ba. Bạn nghe nặng lời quá vậy. Thật ra tôi với ba cô á, tôi cũng đã định nói chuyện với cô lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cơ hội thôi. Hơn nữa tôi với ba cô á, đâu có làm gì mà sai với đạo lý đâu. Sao cô lại nói chúng tôi không ngay thẳng hả? Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Trước khi mẹ con mất, ba cũng làm cho mẹ con đau lòng vì cái thói lăng nhăng của ba. Ba quên hết rồi hay sao vậy? Sao lại đem cái chuyện đó nói ra đây hả? Ba quên mất rồi hả? Cái ngày mà đưa tang mẹ con, ba đã hứa gì với tụi con? Ba quên hết rồi hả ba? Ôi, để về nhà nói. Con phải nói, ba phải cho con nói. Mẹ con mất chưa được 3 năm mà ba. Ba làm như vậy là sao chứ? Rõ ràng là hai người có mối quan hệ mờ ám mà. Cô, chị nhà mất chưa được 3 năm à? Sao ông lại nói với tôi là chị đã mất 11 năm rồi ba? Ba tôi muốn nói dối để cố tình quen cô chứ sao nữa.